Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh của em. Thì hôm nay em đi bắt nha mọi người. Thì hôm nay em đi, em có mang theo một cái thao nha mọi người. Địa điểm mà bữa nay em chọn ở dưới gầm cầu nha mọi người. Đây, trên đây là có cây cầu nè mọi người. Đây. Ốc có viên chiên theo mấy bờ đá này nè mấy bạn. Đây. Em sẽ lựa những con nào bự nhất em mới bắt nha mọi người, còn mấy con nhỏ em không có bắt. Thì sau một buổi bắt, em bắt được bao nhiêu đây? Em sẽ đem về ngâm nước để cho nó nhả sình ra nha mọi người.